đăng nhập FIFA ngày 14 tháng 6 để nhận ngay trợ thủ Đài Loan, chơi một trận cùng với bạn bè để nhận ngay skin Đài Loan lửa miễn phí nha mọi người. Đậu xanh, tiệt bé bơi, tiệt bé bơi, đậu xanh bộ đồ mua mắt, xinh thế mặc bộ bóng nước, ui trợ thủ mới luôn phải, skin luôn mọi người à, được thế nhở? Được được. Mọi người có nhu cầu mua ạc liên quân, ạc FIFA giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com. Shop này do Gaobet đứng tên và chịu trách nhiệm hoàn toàn nha mọi người. Này anh ơi, let's go. Yo. Xuống nhanh không? Xuống nhanh không? Nhanh không? Nhanh anh ơi. Nè, coi này, anh chuối đầu xuống là xuống luôn này nha. Nhưng mà em đang thắc mắc là không có con bet này nó có ảnh hưởng tới thành viên trong team không ta? Không biết có. Xuống 25% cả team. Nè, xuống luôn nè. Thấy không? Xuống mà anh không kịp tới cây súng luôn nè. Cái gì? Được không? What? Rồi xong, tới rồi. Có địch nha, mọi người cây góc nha. Bén. Không có súng. Địt đâu? Địch hẳn xuống đấy. Ủa, địch đâu? Địt mổ. Ai địt? Hối không? Không hối à? Cái gì đây? Gì é? Trận này thì mình sẽ lên huyền thoại nên là mình sẽ bắn thật sự là kỹ để mà tránh trường hợp bị gãy nữa chừng nha mọi người. Nói chung là trận này thì mình sẽ bắn theo kiểu try hack. Và lúc đó thì mọi người sẽ thấy kỹ năng của con bet. Như vậy là con bet nó hết kỹ năng rồi em. Nó vô dụng rồi em. Xong rồi nó vô dụng rồi. Ơi đi thằng nào ở dưới? Mẹ. Cái gì vậy? Ủa, cô Ngân hả? Sao anh nghe tiếng con trai nhảy hừ vô? À, cô Ngân mặc đồ. Ôi, anh bị lộn rồi. Chết. Chán. Ơi, có người ơi, nhà xanh. Ủa, sao lại tách 2-2 về hai chị em nhà bên đi. Đi cô. Đâu? Khoan. Em, gáo bạc. Cái gì vậy? Điệt. Cô. Rồi, chết rồi. Đi nè, mọi người ơi, đi. Đi cô. Đi cô. Đây cô. Qua đây mà làm nó này. Ok. Đi này. Thằng đi này. Cứu kìa. Cô nè. Cô đi với em nè. Một kill. Mẹ ơi, anh vừa có một pha highlight cực kỳ nguy hiểm. Được anh ơi. Ôi, ở trên đầu anh ơi. Trên. Trên cao, móc bạc. Đây, em đây. Bạc ở dưới này, móc cái tích được chưa? Mày bắn tao. Ôi. Đây nè. Ôi, chạy lên. Ui, rồi em thêm. Rồi. Ủa, mẹ ơi, thằng đĩ bạc đi theo mình nữa. Mẹ ơi. Cái gì anh? Đây, mới nhận ra hello. Ôi, vào đâu em rồi? Đâu? Bò vào. Vào đâu có ngăn rồi? Ở đâu vậy? Ở góc tường bên kia. Công đi em. Từ cứu hai chị em nhà này đã. Ok, cứu đi em. Bà cứu nhá. Ủa rồi thằng nào thằng cô? Đẹp, đem mình. Sao nữa anh? Sao, nhà đá nó không công mình đâu. Rồi thằng này thằng bạc, à thằng cô, à thằng ức. Cái gì con vậy? Cô bên kia. Máu đi này lên. Mẹ rồi thằng nhà đá đâu? Damage. Không sao, em ổn. Sao. À hồi xưa ta có nhớ là cái bài mà cắt cụm cụm á, mọi người có biết bài cắt cụm cụm không? Biết. Cắt cụm cụm. Cái lồng đèn, đâu phải đâu. Cái gì? Ủa cho bài thằng này. Cắt cụm cụm đập đầu con cá chép. Nấu canh chua bỏ ớt cho thật cay. Mày vô đây tao. Nói cho mày có nghe. Có cái đó luôn rồi trời.
cái chuyện hôm qua mày mượn tao 5 triệu. Bài của ép chế đây. 2 3 cắt cơm cơm. Ơi đã chết chưa? Con ngân kia đục bông keo, đục bông keo. Chưa. Đục bông keo. Có bên dưới, nó chạy xuống dưới rồi, xuống dưới rồi. Chạy xuống dưới rồi. Nhà em bơm máu, đậu xanh. Con linh chết. Chưa. Chưa. Cái gì vậy? Linh chưa chết. Ở đâu rồi? Nó vừa chạy xuống. Linh chưa chết, bình tĩnh. Linh chưa chết. Có ai thấy người trong video này không? Vậy chắc là nó bay xuống rồi. Nó đu rồi. Cắt cơm cơm. Đếm mệt, làm hết cái hồn. Hết hồn. Hết hồn còn nguyên. Ủa Linh đi đâu rồi Linh? Rồi tin ta tin 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 còn 19. Ủa không tính à? Ui chim. Ờ con chim của Linh đẹp ghê á. Chim của chim em đẹp không? Con chim của ba ca bạc cũng to ghê. Ui con chim của con Ngân cũng đẹp nữa. Chim em biết không? Chim. Con chim đẹp thế. Chim gì mà đẹp dữ dằn vậy ta? Bắt con chim lại. Cái gì đây? Ơi mình có nên mở cái hội mà khoe chim không? Chim lớn, chim bé đứng qua một bên. Chim lớn thì đứng lên trên. Còn chim nào mà bé quá thì cho qua một xó nào đó cũng được. Đây đây đây, em chim bé này. Hả? Em chim bé? Em chim bé, chim em bé. Ok, rồi chim bạc thì sao? Chim bạc to. Chim bạc to, ok đâu, cho anh coi con chim của bạc đây, coi. Đây. Đâu? Ủa, chim bạc đi đâu rồi? Đâu? Đây, phải đâu, đây là con chim của anh mà. Cái gì con? Đâu? Từ đứng im để anh nhảy lên coi con chim của bạc. À, bạc ơi, anh có thể rờ vào con chim của em được không? Anh cứ rờ đi. Ok, đứng im. Ok, đứng im. Có một cái tật là rờ nó phê á nha, rờ từ từ thôi. Ui, nó chỏng đuôi lên luôn rồi kìa, hay quá. Vậy nếu mà anh vuốt con chim của em thì sao? Để đứng im. Đồ. Vuốt là nó cong lên anh. Con chim em là lắm. Ờ à, đúng rồi, nó cong người lên luôn rồi nè. Đó, hay quá đi. Nó cong lên rồi. Ừ, hay quá hay. Hay. Người ta có câu. Các cụ có chim, câu. Gừng càng già càng cay mà con chim bạc càng già thì càng hay cỡ nào. Chim mình hót hay lắm á mọi người. Hả? Chim bạc cũng biết hót nữa. Thế bạc có cho chim ăn hoặc là cho chim đi ngủ không? Chim này thì chỉ có cho đi nghỉ thôi chứ không cho đi ngủ qua thôi. À cho đi nghỉ. Nghỉ thôi, chim này nghỉ thôi. Cho có bao giờ mà con chim của bạc nó bị tự kỷ không bạc? Có, nhiều lúc nó đập đầu vào tường xong nó đứng góc vậy á. Vậy lượng con chim của bạn bạc cầm đập đầu vào tường luôn. Alo. Cái chim có bị đau đập không? Đập đầu vào tường luôn. Chim vậy có đúng đau rồi. Chim không? Lâu đang chạy nó đập đầu vào tường. Có đau chim à. Không? Cái gì anh ơi? Cái gì mà mấy đứa cứ cười cái lồng đèn gì giả? How to the phiếu. Con chim của em mỗi lần mà nó đập đầu vào tường nó đau lắm luôn á, nó toàn kêu ê ê ê ê ê. Vậy luôn. Cái gì vậy trời? Hay vậy. Tiếng chim đại bàng, tiếng chim. Có khi là cậu kêu ấy, chứ có phải nó kêu thế, con chim thế, kêu thế rằng mỗi lần mà con chim của em buồn á, em có người, dắt con... Có người anh ơi. Ok em. Đông okay, anh có ơi. Người chết chưa? Ui, đông, rồi, đông anh ơi. Dừng kêu, kêu lên. Không có kêu rồi. Mà lem. Em ổn. Ơi. Uầy. Em ổn, cứu em được. Em hết máu nhờ. I'm ok. Thằng nó yếu quá cô. Cứu em! Em có 100 máu này! Nó bắn chết bây giờ. Đó, thấy không? Cứu! Hay quá, cô qua đây. Cứu! Em phải coi được là tình hình như thế nào cho em cứ kêu cứu. Toàn. Đau bụng quá, em sẽ để ra cái hòm. Khổ! Toàn em rồi. Không khỏi chạy em ơi. Quả này thì chim làm. Quả này thì toàn chim cô rồi. Lại xin bóc. Đừng chết anh ơi. Bên đừng, trái. Đừng. Tên hấp lập gì em? Đâu có phải chơi đừng là nó sẽ đừng ngay đâu. Vào game.
chơi game thôi nào. Lát thế nhờ. Ui sao vào game mà lát thế. Lát thế. Đầu xanh. Tơ vãi nuôi. Đại lộ danh tổng Free Fire. À vậy là bên Gardena phát đồ mới. Mọi người à, có đồ mới. Đầu xanh. Tiệc bể bơi. Tiệc bể bơi. Đậu xanh bộ đồ mua mắt. Xinh thế, mật vụ bóng nước. Ui, trợ thủ mới luôn phải. Skin luôn mọi người à. Được thế nhờ. Được, được. Đổi con này, mình cho ăn luôn mọi người. Đậu xanh. Trưởng thành luôn. Ôi, mát luôn. Cho lên trưởng thành luôn. Mát luôn. Đậu xanh. Ấy. Mát luôn, có mấy giảm da không? Mát luôn mọi người. Sao cứ spam thế? Đậu xanh. Rồi xanh. Được của nó luôn. Đeo cái con này vô luôn. Được thế. Xin so liên. Đẹp 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 đẹp. Bộ đồ đâu bộ đồ. Tôi mới nhận đâu. Tôi bộ đồ của tôi mới nhận đâu nhỉ. Gói. Bộ đồ này là bộ đồ nam. Mở luôn. Bộ đồ nữ đâu rồi à. Có xăm hình luôn. Có xăm hình luôn. Mờ mắt. Được ta. Ui.